Viện Kiểm sát cáo buộc cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung tạo điều kiện cho công ty thân thiết trúng thầu các gói thầu liên quan đến cây xanh. Sau đó, lãnh đạo các công ty này đã có quà cảm ơn ông Trung. Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới thay thế bổ sung cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội được Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức đấu thầu. Khi đó, 8 gói thầu đang được thực hiện và 14 gói thầu đang được triển khai các quy trình để tổ chức đấu thầu trong năm 2016. Ngày 18 tháng 6 năm 2016, ông Nguyễn Đức Trung khi ấy là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chủ trì cuộc họp Ủy ban nhân dân đã kết luận và chỉ đạo Sở xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu công tác quản lý, duy trì cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn từ năm 2016 đến 2019 để đặt hàng theo từng quý. Tuy nhiên, việc đặt hàng này lại được giao cho các công ty thân quen của ông Trung. Cáo trạng cho rằng, quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Đức Trung vì động cơ cá nhân đã làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để công ty sinh thái xanh Công ty cây xanh và Nguyễn Tuấn Nghĩa, nguyên giám đốc công ty xanh Hòa Lạc là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Trung, được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Viện kiểm sát cáo buộc, ông Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo miệng giám đốc sở xây dựng phải giao các lãnh đạo, cán bộ liên quan đặt hàng trực tiếp công ty Sinh thái xanh thực hiện xây dựng trồng cây tại vườn ươm nút giao đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21A. Dù cho thời điểm này, Sinh thái xanh mới thành lập, không đủ điều kiện đấu thầu, tuy nhiên, giám đốc Sinh thái xanh là Bùi Văn Mận lại có mối quan hệ thân thiết với ông Trung. Quá trình được ông Trung tạo điều kiện, các bị cáo khai đã cảm ơn cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bằng tiền và các lợi ích vật chất khác. Làm việc với cơ quan điều tra, Bùi Văn Mận, giám đốc Sinh Thái Sành khai, do được ông Nguyễn Đức Trung tạo điều kiện nên đã chi 1,2 tỷ trồng cây tài trợ cho trường mầm non Yển Khê, Phú Thọ cạnh nhà bố mẹ ông Trung, công ty của Mận trồng cây nhưng lấy tư cách của ông Nguyễn Đức Trung tài trợ. Bùi Văn Mận cũng trồng nhiều loại cây tại nhà bố mẹ đẻ của ông Trung. Chủ tịch công ty cây xanh khai trong các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến 2020 đã nhiều lần đưa tiền quà cho ông Trung, tổng là 2,6 tỷ đồng. Việc đưa tiền này với mục đích cảm ơn ông Trung đã tạo điều kiện và chỉ đạo Sở ngành Hà Nội đặt hàng công ty.